Phan Hải xin kính chào quý cô chị mình ha. Hôm nay Phan Hải sẽ tặng cho quý cô chị mình một cái siêu phẩm nhưng mà không đồng. Sao mà trái ngược như ta? Là cây thuốc tốt mà lại không đồng, đúng như vậy. Là cây thuốc này chúng ta có thể dùng nó để hỗ trợ điều trị một số cái căn bệnh, ví dụ u tuyến giáp. Loại này tiêu u rất tốt, hỗ trợ điều trị viêm amidan hốc mũ. Ngoài ra khi chúng ta bị viêm loét dạ dày thì chúng ta cũng sử dụng cái loại dược liệu này để hỗ trợ rất là tốt. Như vậy đã đáng được gọi là siêu phẩm chưa cô anh chị mình, nhưng mà lại không đồng. Cái khó hiểu là tại sao mà nó tốt như vậy mà nó không đồng ha. Thì trong cái video này Văn Hải sẽ giải đáp cho quý anh chị mình. Hiện tại thì Văn Hải cũng có nhận mua hộ cho những cô anh chị nào muốn mua những loại dược liệu mà nó khó khăn quá, và chúng ta đôi khi chúng ta không tin tưởng một số cái chỗ bán trên mạng, thì Văn Hải sẽ nhận mua hộ cho quý anh chị mình một số loại dược liệu mà cô anh chị mình khó tìm mua hoặc là khó khăn trong quá trình nhận thức nhìn về dược liệu. Thì Văn Hải có nhận mua qua cái số điện thoại một chút sẽ có trên màn hình. Và trong khi xem cái video này, nếu mà có thấy cái nội dung nó hữu ích và có ý nghĩa, hãy cho Hải xin một lượt thích và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để video này nhân rộng ra đến những người không có tiền chữa bệnh đường cung. Thì đó cũng là một cái phần làm phước làm phúc của các anh chị mình. Của anh chị mình không xài thì con cháu chúng ta nó sẽ xài. Thì sau lưng Hải đây là những cái thông tin mà cô anh chị mình muốn có số Zalo của Hải và nhờ Hải mua hộ dược liệu ha. Đây cô anh chị đọc kỹ ha. Bây giờ chúng ta hãy đi đến cái cây dược liệu đây. Cô anh chị mình thấy cây chưa? Hiểu, của anh chị mình đã nhận ra tại sao mà nó là siêu phẩm, mà tại vì sao mà nó không đồng chứ. Đây là cây đu đủ ha. Đấy. Nhà Phan Hải thì không bao giờ thiếu cây đu đủ. Đu đủ này á, cái bộ phận dùng hôm nay là cái lá của nó. Thì nếu như có thể thì cái lá vàng vàng khô khô như thế này, vàng vàng và như thế này thì là tốt nhất. Nếu không có thì chúng ta sử dụng lá xanh cũng được. Đây. Bây giờ Phan Hải sẽ bẻ một cái nhánh như thế này. Rồi, chia sẻ cho quý anh chị mình. Từ một cái loại thứ gần như bỏ đi, nếu chúng ta không biết sử dụng thì cái loại này bỏ đi nè. Nó vàng rồi, nên chúng ta chỉ sử dụng lá xanh thôi. Còn cái này vàng bỏ rụng đầy gốc luôn. Đấy. Nhưng mà đã gặp Phan Hải rồi thì nó sẽ trở thành bài thuốc thôi. Rồi. Như vậy thì dược liệu thì đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham khảo cái cách dùng cái lá đu đủ này. Như hồi nãy Hải đã nói, nếu chúng ta có cái loại này là tốt nhất, mà nằm còn nằm trên cây nha. Đó, nó vàng như thế này nè là tốt nhất nha. Đấy. Nếu gấp quá không có thì chúng ta dùng lá xanh cũng được, nhưng mà hãy thấy thì nếu mà nhà nào có trồng đu đủ thì nó sẽ có lá vàng như thế này, chúng ta để dành ha. Rồi, và lá đu đủ loại nào cũng được, lá đu đủ được cũng được, lá đu đủ loại thường cũng được ha, không sao hết ha. Cô bán chị mình là bỏ cái cọng này, cái cọng này bỏ nè, lấy cái lá thôi ha. Lấy giống vậy nè. Đây. Hãy chia sẻ kỹ ha, cô bán chị mình thông cảm ha, nó hơi dài dòng chút. Nó lấy như thế này thôi nè, còn cái cọng này thì chúng ta sẽ bỏ, không lấy ha. Rồi, cái lá thôi. Đấy, đợi tôi. Rồi, bây giờ cái cách làm đơn giản nè. Hãy xin nhắc lại, hôm nay hãy chia sẻ cái bài thuốc này. Một số bài thuốc hỗ trợ điều trị, ví dụ như viêm amidan hốc mũ, viêm loét dạ dày. Và cái bài thuốc cuối là bài thuốc hỗ trợ điều trị u tuyến giáp. Của anh chị mình nếu mà cần tham khảo thì chúng ta tham khảo kỹ ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng một bài thuốc mà hỗ trợ điều trị hai bệnh, đó là bệnh viêm amidan, viêm họng, viêm amidan hốc mũ và viêm loét dạ dày. Sử dụng cái lá này chặt chặt khúc phơi khô, giặt mỏng phơi khô,
phơi thật khô. Xong mỗi lần sử dụng của anh chị mình lấy cho Hải từ 20 đến 30 gram khô. 20 đến 30 gram khô bỏ vào nồi. Rồi các anh chị mình đổ cho Hải khoảng 1 lít nước, nấu sắc còn nửa lít và chia đều uống trong ngày. Uống sau khi ăn 30 phút. Mỗi ngày uống nửa lít đó, nửa lít đó thì chúng ta chia làm chắc 2-3 lần đi, uống trong ngày. Thì như vậy thì nó sẽ hỗ trợ của các anh chị mình điều trị viêm amidan hốc mũ, hoặc viêm amidan hoặc viêm họng, hoặc là bị viêm loét dạ dày. Đó là riêng về viêm loét dạ dày thì chúng ta có thể sao thơm. Sao thơm ha, chúng ta có thể sao thơm. Nếu chúng ta uống lần đầu mà không có sao thơm, cảm thấy nó hơi khó chịu, thì lần sau thì chúng ta sẽ sao thơm lên và chúng ta sẽ nấu ha. Đấy, thì có muốn nhiều cái thể trạng, ví dụ như cái dạ dày mà chúng ta ở thể trạng lạnh á, do bị lạnh á, thì chúng ta sẽ sao thơm. Còn nếu mà do chúng ta bị nóng thì chúng ta khỏi cần sao thơm. Nhưng mà cái cách mà để xác định lạnh hay nóng dạ dày thì nó cũng hơi khó với cô bác chị mình. Riêng mình thì dễ lắm. Thì cho nên là nếu mà chúng ta lần đầu mà chúng ta không sao thơm mà chúng ta uống cảm thấy dễ chịu thì chúng ta cứ để vậy chúng ta uống. Còn nếu mà không sao thơm mà cảm thấy nó khó chịu thì chúng ta sẽ sao thơm lên và chúng ta sẽ nấu ha. Cũng liều lượng như vậy thôi, 1 lít 20 đến 30 gram cái lá đu đủ khô. Và một lít nước nấu sắc còn nửa lít chia đều uống trong ngày. Đấy. Rồi bài thuốc thứ hai là bài thuốc hỗ trợ dùng rau đủ này và thêm một số cái loại dược liệu khác mà chúng ta có thể hỗ trợ điều trị, hỗ trợ về vấn đề u tuyến giáp. Ở đây hãy không phân biệt u ác hoặc là u lành hoặc là bú cổ, chúng ta hỗ trợ điều trị cái u tuyến giáp. Thì trong bài này thì cô bác chị mình lấy cho Hải khoảng cũng 20 đến 30 gram lá đu đủ, cũng là dạng này nè, dạng vàng vàng này, chúng ta giặt phơi khô, còn nếu không có thì lấy lá xanh. Lấy 20 đến 30 gram khô bỏ vào nồi. Lấy cho Hải khoảng 2 đến 3 cái tép sả, cái củ sả đó, 2 đến 3 củ. Lớn thì lấy 2 củ. Nhỏ thì lấy 3 củ, đập hơi dập dập đi, chặt khúc bỏ vào nồi đã có lá đu đủ. Cái thứ ba nữa là lấy cho Hải khoảng từ 1 đến 2 cái lá trinh nữ hoàng cung. Lá lớn á thì lấy cho Hải trinh nữ hoàng cung á, khô ha. Thì trinh nữ hoàng cung thì của anh chị mình ai cũng biết rồi, không biết thì chúng ta Hải chia sẻ rất nhiều lần trong kênh rồi, và Hải so sánh giữa trinh nữ hoàng cung và cái nán hoa trắng rồi. Này, trinh nữ hoàng cung thì chúng ta sử dụng tươi hoặc khô cũng được, nhưng mà khô thì không phải nhà nào cũng có, cho nên chúng ta sử dụng khô đi cho nó tiện ha. Thì 1 đến 2 lá lớn á thì lấy 1 lá, lá nhỏ lấy 2 lá. Rồi, bỏ vào nồi, đã có đu đủ ha, lá đu đủ và cái củ sả. Đây là cái cây trinh nữ hoàng cung nè, trinh nữ hoàng cung ha. Lá nó nhỏ như thế này thôi ha. Lá nhỏ thôi ha. Trinh nữ hoàng cung này, lá nhỏ thì như lá cỡ này nè, chúng ta sẽ lấy 2 lá. Lá lớn hơn chúng ta lấy 1 lá ha, dạng khô ha. Đây, để phân biệt với lại cây nán hoa trắng ha. Là cây nán hoa trắng đây, lá nó to chà bá như thế này ha, lá to chỗ bố tổ bố luôn đó. Nán hoa trắng lá bự nè, thấy không? Đây là nán hoa trắng ha, không phải trinh nữ hoàng cung ha. Rồi chúng ta đã phân biệt được lá nán hoa trắng và trinh nữ hoàng cung rồi ha, được ba vị rồi. Thêm vị nữa đó là cây lá xà đen Hòa Bình. Lá xà đen nhưng ở Hòa Bình là tốt nhất, cho nên người ta thường hay gọi là xà đen Hòa Bình. Thì lấy cho Hải khoảng từ dao động từ 50 đến 80 gram xà đen Hòa Bình lá. Lá hoặc thân nhỏ cũng được. Đây là cây xà đen Hòa Bình đây ha. Đây, cái thân nó màu nâu nâu đen đen này, theo lá có răng cưa nè. Đó, răng cưa ha, có những cái loại ra đây, lá răng cưa đây ha. Xà đen Hòa Bình loại này thì tươi thì lấy 100 gram, khô thì lấy 50 đến 50 gram ha. Đấy, có thể dao động từ 50 đến 80 gram khô. Đấy, xà đen Hòa Bình lá có răng cưa này, thấy không? Đó, thân màu nâu nè. Rồi tất cả chúng ta bỏ vào nồi. Tất cả chúng ta bỏ vào nồi. Và cô bác anh chị mình đó là đổ cho Hải khoảng 2 lít nước, nấu sắc còn 1 lít. Và chia đều uống trong ngày. Hoặc đổ 5 chén nước, cái chén chúng ta ăn cơm á, đổ 5 chén. Và sắc còn 2 chén và chia làm 2 lần uống trong ngày, uống sau khi ăn khoảng 20 đến 30 phút. Thì nó hợp thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị u tuyến giáp cho cô bác anh chị mình. Đó, tuyệt vời không có bán gì mình.
đó là một trong những cái bài, một trong những cái bài thuốc mà nó hỗ trợ chúng ta rất là tốt nếu chúng ta hợp cơ địa. Về vấn đề hỗ trợ điều trị bộ u tuyến giáp đấy, từ một cái loại như thế này tuyệt vời của anh chị mình đấy. 5-6 năm nay của anh chị mình đó là Hải thường hay quay video mỗi ngày. Những khi nào mà Phan Hải quay ở vườn thì không bao giờ thiếu cái cây đu đủ này, bởi vậy cho nên nhà Hải thì không bao giờ thiếu đu đủ. Đó là một số vấn đề hôm nay Phan Hải muốn chia sẻ cho quý anh chị mình ha. Tuyệt vời của anh chị mình, từ một loại body mà giờ nó thành bài thuốc á, vào tay Phan Hải là nó thành bài thuốc ngay rồi. Thì cũng có xong thì có video Phan Hải cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Kính chúc quý anh chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc cùng gia đình. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.